Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Toàn cảnh sinh nhật Jack từ đốm, Jack gấu bông, Jack chú rể lần lượt xuất hiện. Chiều ngày 11 tháng 4, FC Đốm Đốm đã có buổi họp mặt tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 25 cho Jack tại 3 thành phố lớn nhất Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Tất cả địa điểm thuê tổ chức cho sự kiện offline đều được chọn ở nơi sang trọng, rộng rãi. Các công tác chuẩn bị cũng được chuẩn bị cẩn thận và chu đáo. Toàn bộ Đốm Đốm cả nước đang tập trung hướng về ngày sinh nhật cho thần tượng của mình. VZ đã có mặt để ghi lại toàn bộ khung cảnh từ ba đầu cầu do chính tay Đốm Đốm chuẩn bị cho J97. Trang chính thức của FC Đốm Đốm đã có bài đăng tổng kết lại các chuỗi hoạt động ủng hộ để mừng ngày sinh nhật giọng ca Hoa Hải Đường. Đáng nói, chỉ trong hơn một tuần kêu gọi, số tiền donate đã lên đến gần 200 triệu đồng. Được biết, đây là con số đáp ứng đủ kinh phí hoạt động nhưng lại được quyên góp trong thời gian ngắn hơn dự kiến. Năm nay, các hoạt động này sẽ được làm mới với sự quy mô, bài bản, tạo nên nhiều điều hấp dẫn độc đáo như tổ chức kết nối Đốm Đốm giữa ba miền, quảng bá hình ảnh của Jack tại trung tâm thương mại ở các thành phố lớn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn tại Bắp Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.